Hiện nay, những bậc phụ huynh có thêm một lựa chọn khi không thể đưa đón con đi học, đó là gọi xe ôm technology. Đây rất có thể xem như là phương án được nhiều phụ huynh ở thành phố lựa chọn. Chính vì thế, chẳng khó khi cứ tầm vào học, tan học, tài xế mặc đồng phục những ứng dụng gọi xe đứng kín đáo cổng trường. Tuy nhiên, phương án này của những bậc phụ huynh mắc cũng chứa rất nhiều rủi ro. Mới đây, xôn xao thông tin nhỏ nhắn gái đi học bằng xe ôm technology và bị tài xế ép xem phim khiêu dâm. Ảnh chụp màn hình. Theo đó, vào lúc 21 giờ 2 tối 8 tháng 10, chị Tờ có đặt một cuốc xe ôm technology cho phụ nữ từ chỗ học thêm về nhà. Chị đã thông tin qua điện thoại cảm ứng thông minh cho con biển số xe trên ứng dụng để nhỏ nhắn không xảy ra nhầm. Sau khi cô nhỏ nhắn đã lên xe và di chuyển, chị Tờ vẫn để ý ứng dụng nhằm mục tiêu theo dõi hướng đi của tài xế theo thói quen. Vậy mà trên ứng dụng xe vẫn đang làm việc thì chị Tờ lại nhận được cuộc gọi của con trong tình trạng hồi hộp. Cô nhỏ nhắn run sợ, hốt hoảng kể với mẹ, mẹ ơi, con bị chú tài xế mở điện thoại cảm ứng thông minh cho xem phim khiêu dâm. Con sợ quá, chưa về đến nhà nhưng con nhảy xuống giữa đường rồi chạy vào một siêu thị gọi mẹ cầu cứu. Chị Tờ rất phẫn nộ viết, không thể để loại người này còn có hành vi khủng bố tinh thần, xâm hại tình dục những học sinh khác, giống con mình. Trên ứng dụng xe vẫn đang làm việc thì chị Tờ lại nhận được cuộc gọi của con trong tình trạng hồi hộp, ảnh minh họa. Ngay sau thời điểm bài đăng được chia sẻ, rất nhiều dân mạng đã tỏ ra rất bức xúc với hành vi biến thái của tài xế. Đồng thời, rất nhiều những tài xế technology khác cũng vào lên tiếng khuyên chị Tờ gặp mặt tổng đài, lên trụ sở của hãng để giải quyết, tránh làm tác động tới uy tín đồng nghiệp. Sợ quá! Bạn ơi, gọi ngay cho tổng đài đi. Vấn đề này rất nguy năng và tác động rất cao tới đồng đội khác chạy xe ôm technology như mình. Quấn tài xế vào đối chất. Bình luận của dân mạng, ảnh chụp màn hình. Hiện nay việc phụ huynh phải nhờ tới xe ôm, ứng dụng đặt xe để mang đón con khá phổ biến. Cách này không sai, chỉ có điều phụ huynh nên có những xem xét nhất định bởi phương án này tiềm ẩn rất nhiều những rủi ro. 1. Nên lựa chọn người mình quen biết, tin tưởng. Đây là lựa chọn của rất nhiều bậc phụ huynh. Họ kiên quyết không đặt xe ôm technology, không gật đầu đồng ý giao con cho một người trọn vẹn không quen mà chọn một người quen biết, rất có thể tin tưởng. Tùy từng máy ấm gia đình mà sẽ chọn đối tượng người tiêu dùng khác nhau. Có người sẽ chọn xe ôm truyền thống gần nhà thay mình làm nhiệm vụ đưa đón trẻ qua những điểm học. Khi tan trường, cũng người xe ôm đó chở đứa trẻ đi ăn tối, ghé lớp học thêm, tối thì đón về nhà. Đây là được xem ít rủi ro hơn so với đặt xe trên app. 2. Theo dõi lộ trình của tài xế nếu gọi xe ôm technology. Cha mẹ nên tạo cho chính mình thói quen theo dõi lộ trình nếu đặt xe ôm technology cho con. Bởi nếu cảm thấy họ đi lệch khỏi tuyến đường hãy gọi cho con kiểm tra ngay tức thì, tránh những rủi ro rất có thể xảy ra. 3. Dạy con năng lực nhận diện mối nguy năng và phòng chống. Cha mẹ hãy trang bị cho trẻ một số năng lực tự đảm bảo an toàn mình. Cuối cùng, nguy năng luôn luôn tiềm ẩn xung quanh đứa trẻ. Dù cho là chọn người quen hay xe ôm technology đưa đón con thì trẻ vẫn đều sở hữu nguy hại bị quấy rối. Thế nên quan trọng nhất là phụ huynh cần trang bị cho con một vài năng lực tự đảm bảo an toàn. Chẳng hạn, dạy cho con ghi nhớ quãng đường để nhỏ nhắn theo dõi được lộ trình, ngay trong lúc thấy tài xế chạy theo một hướng khác thì hãy thật cảnh giác. Tiếp theo, khi tài xế bắt chuyện, hỏi những vấn đề tế nhị, con cần giữ khoảng, hoặc la hét kêu cứu nhằm mục tiêu gây sự để ý với người đi đường nếu tài xế có hành vi động chạm quá trớn. Nên trang bị cho nhỏ nhắn điện thoại cảm ứng thông minh và có gắn xác định thì phụ huynh rất có thể tập cho con gọi điện hoặc nhắn tin thông tin cho bố mẹ. Nên lưu cả số của công an hoặc đường dây hỗ trợ trẻ em trong máy con ở vị trí đầu tiên, dễ thấy.